Chiều ngày 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại và quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo phòng nội vụ huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện và 11 đồng chí cán bộ là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bổ nhiệm lại thuộc các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tại buổi công bố, đồng chí Vũ Thị Trang, huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ huyện đã thông qua các quyết định sáu quyết định bổ nhiệm lại với các đồng chí cán bộ quản lý thuộc các trường, mầm non Bồ Sao, tiểu học Nguyễn Thái Học 1, tiểu học Vân Xuân, trung học cơ sở Thổ Tăng, tiểu học Vĩnh Sơn, mầm non Tân Cương. năm quyết định điều động và bổ nhiệm có thể hạn đối với năm đồng chí hiện đang là cán bộ quản lý, giáo viên thuộc các trường học, tiểu học Nguyễn Thái Học 1, tiểu học Yên Bình, tiểu học Thượng Trưng, tiểu học Trấn Hưng, tiểu học thị trấn Vĩnh Tường. phát biểu chúc mừng các đồng chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học được bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm mới lần này, đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mong muốn các đồng chí hiệu trường hiệu phó sẽ tiếp tục phát huy năng lực đem hết nhiệt tình kinh nghiệm của mình lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực nhiệm vụ được giao phối hợp với gia đình phụ huynh học sinh làm tốt công tác dạy và học quản lý học sinh góp phần đưa sự nghiệp giáo dục sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển bền vững trong không khí trang trọng của buổi công bố đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lê trí thái đã trao quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện về việc bổ nhiệm lại điều động và bổ nhiệm mới có thời hạn cho 11 đồng chí hiện đang là cán bộ quản lý giáo viên các nhà trường đồng thời chúc các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao